ca sĩ Khánh Phương bị phạt gần 250 triệu vì mua chui cổ phiếu. Ngoài bị phạt gần 250 triệu đồng, ông Phạm Khánh Phương phải bán cổ phiếu SJC nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương, ca sĩ Khánh Phương. Cụ thể, ông bị phạt tiền 150 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 6 năm 2022 đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, ông Phương đã mua hơn 3,15 triệu cổ phiếu SJC của công ty Chính Phú Sông Đà 1.01 làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 45,5% vốn điều lệ. Đến ngày 23 tháng 12 năm 2022, ông Phương tiếp tục mua 100.000 cổ phiếu SJC và bán 21.800 cổ phiếu SJC làm tăng tỷ lệ nắm giữ từ 1,71 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng 24,69%, lên 1,79 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng 25,81%. Tuy nhiên, ông không thực hiện đăng ký chào mua công khai đối với những giao dịch trên. Về biện pháp khắc phục hậu quả, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu ông Phương buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, ông Phương còn bị phạt tiền 60 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Theo cơ quan quản lý, ngày 14 tháng 10 năm 2022, ông Phương đã mua 96.600 cổ phiếu SJC dẫn đến khối lượng, tỷ lệ, sở hữu tăng từ 289.200 cổ phiếu SJC, 4,17%, lên 385.800 cổ phiếu SJC, 5,56%, trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 nhưng không báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, HNX. Ngoài ra, ông Phương còn bị phạt tiền 35 triệu đồng do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết từ ngày 21/10/30/12/2022, ông Phương liên tục thực hiện mua và bán cổ phiếu SJC, làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của ông và nhóm người liên quan sau giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết của SJC. Cụ thể, tăng từ 5,56% lên 8,42%, tăng từ 47,66% lên 48,62%, giảm từ 48,13% xuống 24,53%, giảm từ 48,06% xuống còn 47,83%, tăng từ 47,83% lên 48,26%, tăng từ 25,81% lên 26,04%. Tuy nhiên, ông Phương không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn với HNX khi có thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SJC. Tổng cộng, ông Phạm Khánh Phương bị xử phạt hành chính 245 triệu đồng. Ca sĩ Khánh Phương trở thành cổ đông lớn tại Sông Đà 1.01 sau giao dịch mua tới 45,5% vốn doanh nghiệp địa ốc này. Sau nhiều lần mua, bán khớp lệnh, hiện vị này vẫn còn nắm giữ gần 1,7 triệu cổ phiếu SJC, tương đương 24,26% vốn doanh nghiệp và vẫn là cổ đông lớn nhất tại Sông Đà 1.01. Trong năm 2022 ghi nhận nhiều biến động ở cơ cấu cổ đông và ban lãnh đạo, công ty Chính Phú Sông Đà 1.01, SJC, đã báo lỗ ròng 5,3 tỷ đồng, mức lỗ kỷ lục của doanh nghiệp này. Sông Đà 1.01 được thành lập vào năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, kinh doanh bất động sản. Các dự án do công ty từng tham gia xây dựng và đầu tư có thể kể đến như chung cư cao cấp Vinafor, Eco Green Tower, Hemico Sala, tòa nhà City 1 Văn Khê. Đây là một trong các công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX từ sớm vào giai đoạn 2007. Tuy nhiên, do kinh doanh bết bát và vi phạm công bố thông tin nên cổ phiếu SJC bị đẩy xuống giao dịch tại Upcom. Đáng chú ý, từ khi giao dịch trên Upcom vào ngày 2 tháng 7 năm 2021 với thị giá 1.400 đồng một đơn vị, cổ phiếu SJC đã tăng dựng đứng lên vùng 18.000 đồng một cổ phiếu trong năm 2022 khi có sự xuất hiện nhóm cổ đông lớn kể trên, tương đương mức tăng ròng gần 13 lần. Trong phiên giao dịch gần nhất, SJC tăng trận lên 15.700 đồng một CP.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.